nhau, ta nhìn đâu, ta nhìn phôi chú sẽ bị đuổi đấy. Đôi khi ta không có bài, đi cà phê tán chọc rồi về đâu, về lòng nhau trong lâu dài. Sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi lắng nghe dòng buồn trẻ. Sẽ hết mấy thứ mệt mỏi, u ám bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về, buồn vui vẫn chưa xong mà. Mình còn tháng hai và còn tháng ba, đừng về trước hè. Người ơi. Đại biểu, quý vị khách quý, các vận động viên, các cổ động viên chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Tôi xin mời tất cả các vận động viên, các cổ động viên cùng đứng dậy ạ. Hà Nội. Tôi xin trân trọng giới thiệu
mạc của chúng ta ngày hôm nay còn có đại diện của 23 đội bóng, các đơn vị báo chí, truyền thông. Một lần nữa xin hân hạnh chào đón. Và sau đây, tôi xin kính mời đồng chí Đỗ Trung Tiến, trưởng ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đội bóng tham gia giải, các cầu thủ và các cổ động viên thân mến. Hôm nay, Ban Liên lạc Sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội long trọng tổ chức giải bóng đá sinh viên Thanh Hóa năm 2022 với mục tiêu gây dựng, phát triển phong trào bóng đá và tăng cường giao lưu rèn luyện sức khỏe của các sinh viên Thanh Hóa đang học tập và làm việc tại Hà Nội, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các sinh viên sau những giờ học căng thẳng. Mặt khác, thông qua giải đấu này, chúng ta có thể phát hiện ra những tài năng bóng đá cho phong trào bóng đá sinh viên Thanh Hóa tỉnh nhà. Và lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức giải xin gửi đến các quý vị đại biểu, các vận động viên cùng toàn thể các cổ động viên lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thưa các quý vị và các bạn, tôi cũng đề nghị các cầu thủ tham gia giải đấu phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội năm 2022. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các trọng tài, các cầu thủ, các cổ động viên. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp. Xin trọng cảm ơn. Để tiếp nối buổi lễ, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Vũ Minh, trưởng ban liên lạc sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đầu tiên thì cho phép tôi chuyển lại đến thường trực ban lạc sinh viên Thanh Hóa xin được gửi tới các quý đại biểu, các bạn sinh viên, các bạn vận động viên có mặt trong buổi lễ khai mạc hôm nay một chút sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tất cả mọi người thì giải bóng đá sinh viên Thanh Hóa là một giải bóng do ban lạc sinh viên Thanh Hóa phối hợp cùng với các đơn vị trực thuộc tổ chức. Thì hàng năm giải bóng đá sinh viên Thanh Hóa tổ chức hàng năm, mà do năm vừa rồi là do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên là chúng ta là chưa thể tổ chức được. Năm nay thì do tình hình dịch bệnh chúng ta đang kiểm soát thì được sự thống nhất cao giữa ban thường trực ban lạc sinh viên Hà Nội cũng như là các đơn vị trực thuộc thì năm nay giải bóng đá sinh viên năm 2022 tổ chức tại sân bóng Trung Phong. Tổ chức giải bóng nhằm mục đích là gắn kết, giao lưu, kết nối, tăng tinh thần đoàn kết cũng như là tăng tinh thần thể thao đối với các bạn tình nguyện viên trong các đơn vị nói riêng và đối với các đơn vị nói chung thuộc ban lạc sinh viên Hà Nội nói chung. Thì ban tổ chức xin được chúc tất cả những đơn vị, các đội bóng tham gia, các bạn vận động viên tham gia giải bóng sẽ luôn đạt được thành tích và kết quả tốt. Đối với phần tôi xin được gửi tới các đội biểu, các vị khách quý, các đội bóng, các bạn vận động viên được chúc sức khỏe thành công. Chúc cho buổi lễ khai mạc của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Chúc cho giải bóng đá sinh viên Thanh Hóa năm 2022 thành công rực rỡ. Xin chân cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí. Chúc đồng chí dồi dào sức khỏe. Và sau đây, tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Chí, đại diện nhà tài trợ, lên trao tặng biển tài trợ cho chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời anh Đỗ Trung Tiến, trưởng ban tổ chức, lên nhận biển tài trợ của nhà tài trợ. Thank you.
Hoàng, đại diện cho các cầu thủ lên tuyên thệ. Xin trân trọng kính mời anh. Tôi, Phạm Việt Hoàng, đội trưởng đội bóng đá nam Hồng Ngự Tài Chính, vinh dự được đại diện các cầu thủ đến từ 23 đội bóng tham dự giải bóng đá sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội HTT Cup 2022. Xin tuyên thệ nghiêm túc tuân thủ điều lệnh giải, thi đấu trung thực, hết mình, fair play. Xin thề. Thank you.
cầu thủ đã đến tham dự buổi lễ. Chúc giải bóng của chúng ta